lần là mấy hôm đi bắt cá với đào chuột, anh em mình phát hiện ra một chỗ gọi là rất là nhiều ốc. Mọi người biết ốc gì không? Ốc biêu vàng. Biêu biêu cái gì? Đây là con ốc nhồi mọi người ạ. Ốc nhồi, ốc gì? Ốc nhồi. Nhưng ở trong cống mình đã bắt được gần 10 con này. Đây là ốc biêu. Ốc biêu nó vàng vàng này. Vàng cái gì? Đây là con ốc nhồi này, tí nữa mình sẽ chỉ cách phân biệt ốc biêu với ốc nhồi cho mà xem. Ốc nhồi này như nào? Kìa, kìa. Đây á, phải con ốc biêu này đó. Không. Đây. Đây. Đấy, ốc nhồi. Đâu có cái nó tụt trời, nó tụt cái mồm. À đây, 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 đây con này là con ốc biêu này. Đấy. Con này con ốc biêu này. Đấy, ốc biêu thì cái mép của nó này, nhìn nó mỏng không? Nó mỏng không? Đây. Nó mà sẽ bị mỏng so với con ốc nhồi này, này. Con ốc nhồi nó sẽ bằng này. Đấy. Và cái đít nó cũng mập hơn, nhìn nó mập hơn con ốc. Ốc biêu thì nhìn nó gầy gầy. Đây dài hơn. Đấy. Và tí nữa cứ nhặt cả ốc biêu để chế biến xem là con nào sẽ ngon hơn. Đấy bên đây. Ui, em cứ chạm một cái là nó tụt đấy lại nha. Tụt gì? Nó tụt là râu nó lại ấy. Ui nhiều thế. Ở khu này khá là nhiều. Ui, kia mấy con rồi, mấy con rồi. Đấy. Trên khu này khá là nhiều mọi người ạ. Đây. Đấy, đấy. Hai con biêu, hai con nhồi. Vì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem trứng ốc biêu với trứng ốc nhồi nó khác nhau ở cái điểm nào nhé. Đây. Đây, ốc nhồi này. Đây này, ốc nhồi không? À, đấy, ốc biêu. Biêu á? Ừ. Em cứ chạm vào là nó xuống vòi lại. Kia ở trong ốc của anh không bắt à? Đó. Mới hơn trong ốc đây. Đó. Nó kẹp ơi. Ơi, này. Ui, em chạm vào cái mồm nó. Em chạm vào cái mồm nó, thế là nó kẹp em luôn. Xem nào. Ốc biêu, ốc nhồi đấy. Ốc nhồi. Nhiều biêu là ốc gì? Đấy, hai con đè nhau. Nhiều biêu. Đâu? Gì có? Nó rút cả trong khe đấy. Mày đi chậm thôi. Đục hết nước của tao. Đục nước khó nhìn nó nhỉ? Mò sờ sờ cái tay bên đấy. Sao tí nước cái món này làm gì ấy? Tí nữa cứ bắt được đã. Kia. Đó. Bắt được gì mà món gì? Luộc à? Không, luộc tầm chừng quá. À, nó kẹp lá, nó kẹp lá này. Đấy. Cái mỏ tí tí vào. Đây. Mỏi quá, em cộng lưng này mỏi. Thế mấy cụ. Đấy, chân này. Mấy bà cụ cộng lưng thì mỏi lắm nhỉ anh nhỉ? Bên này mỗi người một hướng cùng nhau ghê nhỉ. Lên chân này cái cụ nó chả tới đâu luôn anh ơi. Chân này cần đá phải xuống ruộng dưới kia đây. Chân kia không mấy cái ruộng nữa ai à. Đây chân này lại đầy nữa đây nhồi biếng nhồi biếng à, cũng khá khá đấy mọi người ạ. À tí nhá. Đấy mày mò chỗ nước đấy này. Nước sông đấy. Sông này thì lấy được gì? Ui, đi một tí mà được nhiều phết đấy nhỉ. Ui, ốc đá này, ốc đá này. Ốc đá này. Ốc đá này nhỉ. Đó hết rồi. Để con bằng ngón tay. Đấy. Đâu? Đây này, ui nhiều thế. Ui bám nhiều đấy á. Ui em tưởng 3 đá. 3 con, 4 con, 3 này. Em tưởng đá. Ây con. Chỗ này nước chảy ở đây nữa này. Cho nước chảy. Vẫn còn cơ. Vẫn tưởng đá. Cho nước chảy nó dồn về. Đấy. Đây. Không hiểu lắm này anh ơi, không bị bắt nữa đâu. Thế nào, xuống là khu dưới kia kìa, không hiểu. Chỗ này sâu, vượt nít thế. Mày biết. Em không bắt nữa đâu, em bắt đông nông rồi. Em lên trên đông nông, em kia em bắt. Mày nhặt gì? Anh nhặt gì? Sau khi lượn vòng quanh đồng mọi người chỉ có mỗi cái khu này có. Thôi bây giờ nó ốc nhồi rất là ít. Còn bây giờ mình phải lọc bỏ ra cái ốc biêu vàng. Đây, con ốc biêu vàng này. Con ốc biêu vàng này mõm nó này. Thấy chưa? Con này phải ốc biêu vàng không? Đấy là ốc nhồi. Ốc biêu vàng mõm nó dài này, đây. Con này cũng dài đấy.
ốc nheo ì nó sẽ tịt như này hoặc là nó sẽ dài nhưng mà nó kiểu khác. Ủa, đấy. Ốc nào cũng ăn được. Bỏ ốc biêu vàng đi không, không ăn đâu. Ăn tất rồi. Ăn tất chứ mày nướng chứ mà ăn. Không, đấy. Em cũng ăn rồi. Đấy. Đấy, chúng lượng mà nhá. Thôi. Đấy, nhá đi. Nhưng mà con nhỏ thôi. Mấy con này ăn ở thì cứ nướng cả đấy nhá. Thế mày rửa đi nhá để anh lấy đồ hôm nay mình nướng sẽ. Nướng ờ, ta, ta về lấy ít xả với ớt. À, bọc. Bọc đất với lá chuối nướng. Anh lại làm chẳng muốn không, bọc. Không, được, được. Anh cho vào nồi mà luộc. Luộc cái gì? Mày rửa đi nhá, không có nhiều mùn lắm này. Đấy, nếu mà có thời gian thì phải ngâm nó nữa để cho nó nhả cái kia nhưng mà không cần thiết. Rửa đi nhá. Rửa. Ok. Rửa đi. Để em mang xuống chuối em rửa. Đây con ốc biêu. À, ốc nhồi. Con nào cũng nhồi, con nào cũng biêu. Ờ. Đấy đi để tao lấy xả với ớt nhá. Toàn bộ ốc mà nhồi. À đấy, vẫn chưa lọc hết cả. Nhưng mà em bị điểm tắm đấy. Lấy đâu ra biển ấy, chết hết rồi còn đâu. Để lại một số con ốc nhồi để tí nữa cho mang đệ nó ăn này. Đấy. Mày hơ lá chuối đi, hơ lá chuối đi. Hơ lá chuối đi. Đấy. Đấy. Anh nhì chặt lười. Cho mặc dù nó sẽ không ngấm được vào đấy nhưng mà mình cứ ướp cho nó thơm mọi người ạ. Ừ. Nó sẽ cực thơm. Hơ lá chuối để cho nó dẻo. Hơ lá chuối để cho nó dẻo. Một hai ba bốn. Năm sáu bảy tám. Chín mười chín quy cá hai. Mình rửa. Thơm cực kỳ luôn. Chắc chắc, mọi người thấy mùi xả chưa? Nếu mà đập ra đấy thì đang thử xem là nướng được này xem nó ngon không. Đấy, xong rồi chảy ra. Rồi, thế thôi. Ai có con? Ai có con? Mày ngu thế. Đưa đây. Nó thông cho cái lưỡi này. Thông thông cái mông cho ghẻ. Cái mặt. Làm được cái gì nên hồn. Cái mắt hay là chú đấm? Cái mắt. Đây, để ra. Đấy, xào. Anh xào ớt à? Mọi người sẽ thấy một ui, món kinh nghiệm. Hay, anh em mình xào lên cái nồi đi. Ngon chưa? Xào lên cái kinh nghiệm. Hả? Anh em mình xào ở chậu đấy đây. Đó, đưa đây, đưa đây. Ừ, hay cho cả chậu lên xào. À, xào không, đi. Thôi đừng, đừng. Xào ngon. Không. Nhanh lên. Cứ từ từ, Hà Nội không vội được đâu. Làm mất thì dở đấy. Chế biến luôn. Chế luôn. Đây gọi là sẽ là món ốc nhồi bọc. À ốc, ốc không lối thoát. Đấy. À, giờ phải để vào đây đã. Nhìn em làm súng này. Đó, đưa đây, đưa đây. Ai, nhiều đấy. Mọi người đã thấy thơm chưa? Cả ốc nhồi, cả ốc biêu luôn. Xà, tuyệt vời chưa? Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Nào mày trợ giúp tao bọc nó lại. Bọc quá. Có cái nướng nó đây không anh? Đốt 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 thêm cái này đi. Để em nướng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, không cần, đủ rồi. Đấy. Thế thì anh bảo em đốt rất nhiều này làm gì? Cho mày có việc mày làm. Ừ. Thiếu cửa này. À, là cửa này thì nó để làm mâm kìa. Ừ. Chợ luôn. Mà đồng mình thiếu là chuối à? Nhưng mà đi lấy mệt. Anh bảo em xuống tận cái kia để lấy. Ừ, mày. Đánh lùi cái hủi ấy. Bảo. Mày chăm chỉ quá. Vừa bảo em rửa cái này nhá. Sao ừ. Mà em lại còn đi lấy lá chuối nữa. Ơ ừ, mày chăm chỉ. Chẳng thế ừ, cái mày gì chăm chỉ. Ừ, chăm chỉ. Chăm chỉ quá chú mới đấm nhá. Nó đấm bêu đâu à? Nó chửi nó. Đánh lại luôn. Đây này, máu đấy cả. Đánh luôn. Rồi. Sao?
Món này hơi bị chất chơi đấy mọi người ạ. Chắc là nhanh chín nhỉ? Không thì nhanh lắm đấy. Chẳng thế, tạm nghĩ thế. Ngon nhỉ? Bây giờ phải cho thêm củi cơ. Không cần thêm, chưng này cho lên bên trên thì nó mới đều. Chưng này củi là đủ. Tí nữa hơi nóng nó sẽ chín hết. Hấp hơi. Tại vì ốc nhanh chín mà. Đấy, làm mâm ra đây để tí nữa ngồi ăn. Ấy da. Khả năng cao là chín rồi mọi người. Chín rồi, chín rồi. Mình nghĩ là sẽ chín nhanh thôi. Tại vì ốc nhồi nếu mà chín quá thì sẽ mất ngon. Anh được ăn bao giờ chưa? Tao ăn suốt. Mẹ đã bắt suốt. Em chưa ăn bao giờ. Mày thì chỉ có ốc biêu. Vì chín quá nó sẽ bị đứt đầu. Thôi đấy. Ừ. Mình nhảy, khi mình nhảy ra đi sang bên đây. Đó. À, chuối đâu? Cầm sang đây. Đấy. Em vót về. Vót về đi. Phải rất mình nhảy ốc ấy. Tận mắt chứng kiến cái món của anh em mình đẳng cấp đến nhường nào. Ôi dồi. Ừ, nước ấy. Ừ, nước ốc thì ngon lắm đấy nhưng mà. Đó. Nhưng mà nó hơi dính. Mùi lá chuối nhỉ? Thơm, cực thơm. Lá chuối nướng. Xa. Anh cho cái này luôn anh nhỉ? Đây. Xa. Nhặt cái đây. Ngon đấy. Anh ấy sao không nói, không mở mồm. Mở mồm đấy thấy. Ừ, đây. Ôi da, bỏ. Quên, không lấy cái gì hớt ra. À, tránh ra. Đây. Anh ném. Đây, ốc biêu vàng của mày đây này. Con này ốc chết. Chết cái gì mà chết? Con vàng này cháu biêu vàng. Ai nhiều phết đấy nhỉ? Thơm nhỉ? Mùi xả với mùi lá chuối sướng nhỉ anh nhỉ? Xả với lá chuối nó sướng. Quyện vào nhau, cảm giác như là một món đặc sản gì đó của Nam Cao. Thịt chó vàng. Nào. Ném một cái nó rụng vỏ ra luôn. Đấy. Đây là phần còn lại. Đấy, ốc kín nước. Ốc nước cho nó bị đau bụng. Đấy, rồi. Anh này chén luôn này. Đó. Anh, mình làm cả tăm chất này. Mời tất cả mọi người nhá. Đây, con này cho béo. Em ăn con vàng. Ui, vừa khéo chín tới. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Wow, thơm lắm. Nó không bị nhầy, bị như kiểu con... Mời tất cả mọi người nhé. Nó không bị nhầy như kiểu con ốc biêu vàng. Thịt nó to nhỉ. Ui, nước này. Ngon lắm. Không phải chấm đâu. Ngay ướp nó nước ra. Nó ngọt lắm. Anh ơi, anh mà nhảy xong rồi đừng làm rớt nước nhé. Vẫn rớt nước. Mày biết tại sao? Ăn nướng. Rớt dãi. Rớt dãi. Giòn lắm mọi người ạ. Giòn mà ngọt. Ui. Nước này. Ngon nhỉ. Nó ngon hơn ốc biêu vàng bao nhiêu ấy. Không, bỏ vào đây nhá, để cái vứt bỏ. Wow. Ốc biêu vàng không có cửa mọi người ạ. Nước này. Ui. Vừa khéo chín đến luôn, ngon, quá ngon luôn. Nước nó ngọt quá. Wow, ngọt cực kỳ. Ngọt kinh nghiệm. Ngon nhỉ. Ui, con này to. Phải nói là quá tuyệt vời mọi người ạ. Ây, cho nước gì đấy. Lâu lắm rồi mình mới được thưởng thức món ốc nhồi này.
Từ khi cái ốc biêu vàng của bọn Trung Quốc nó về làng mình, ôi trời ơi, nó tàn phá. Có một giai thoại về ốc biêu vàng là hình như Việt Nam xin Trung Quốc mua giống để nuôi sao, xong nó tàn phá kinh điển. Từ ngày đấy là ốc nhồi rất là ít ở đồng mình, bây giờ thỉnh thoảng mình mới có một ít ốc nhồi thôi. Như hôm nay anh em mình đi lùng ngon giòn nhỉ, em hết không ăn con ốc nhỏ đâu mà em ăn con ốc to mà. Đấy, ốc biêu của mày đấy, đấy ăn thử xem. À, thì nhìn con ốc biêu ra cho mọi người xem đấy, nhìn nó khác hẳn luôn. Nó ngọt kinh nhỉ. Đấy, thấy chưa, con ốc biêu này. Bỏ đi đi. Ngọt lắm mình luôn này. Anh nhìn con to này. Ốc biêu nhớ lắm. Ốc biêu phải làm sạch thì mới ăn được. Lên đầu tiên em ăn con ốc nhồi 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 này đấy. Thì ngày mình lớn thì ốc biêu nó đã gần như tuyệt chủng. À, ốc nhồi nó gần như tuyệt chủng. So với ý, trứng này. Trứng đấy, trứng này. Đấy này. Trứng này tao ăn đâu cho mày ăn trứng nhá. Phải. Phải ừ, trứng ngon nhớ. Ui cứt. Phía ốc á. Cứt nó. Phía ốc á, ngon. Ăn thấy chặn chặn ngay mà. Con này chưa mất vậy thì điều gì còn nhiều nước. Hơi vẫn hơi quá một tí nhỉ, hơi quá lửa một tí. Nếu mà để mà đủ lửa ấy, thì nó sẽ không bị đứt như thế này nữa. Nhưng mà chỉ ăn thế này là ngon rồi. Mình đang cháu là cướp. Cái sau tí nó là cướp đâu đó. Viện. Nó không thì không có một tí nước nào nhưng mà ốc biêu vàng. Con em lôi được ra luôn này. Nó bỏ viện đi. Con này bị bịt đít. Chắc là con nào thật béo. Đây, con này béo nhất này. Ngon quá. Úi, úi giời. Béo nhau chết toay cho chồng. Ôi trời trời. Anh nhìn cái con này của em này ngon nè. Đó, giao lưu, trao đổi. Không, chấm bạn. Nếu mà gỡ được ra, nếu mà đúng lửa là gỡ được ra như thế này. Đấy, cắt vào phần đít đi. Đấy, đây là phần kia này. Đấy, con ngon này. Wow. À, chấm cái đó. Con này nhìn mập này, con này mập này. Tí nữa em để đi bắt một ít. Bắt một ít để mang về tối ăn. Có cái nhẹ nữa mà bắt thì tình khó lắm. Khả năng trên khu trên kia. Anh kia không có à. Trên khu trăm ao sen này trên kia khả năng sẽ có rất là cao. Ở khu cạnh suối này ngay trước đánh cá rô đồng với kia thì mình thấy có mấy con rồi, hôm nay thì khá là nhiều. Không phải trên cống. Con là hầu hết không có nữa. Ngoài suối toàn ốc biêu vàng, cái loại trứng đỏ ấy. Nước nó ngọt quá. Ngon nhỉ. Cái này à đây. Wow, sắp mưa rồi. Tí nữa anh em mình lại được tắm mưa. Ôi đồ dê, ôi nhưng mà mưa này tắm mưa lạnh lắm. Mà lắm. Lạnh nhỉ. Hey, tôi kiếm mát mọi người ạ. Mọi người đã cảm giác được độ mát của anh em mình truyền qua tín hiệu màn hình chưa? Ôi, cái tự nhiên gió mạnh rồi. Sắp bão giữa mùa đông rồi. Đừng mưa để mai em đi câu. Mưa đi. Đừng mưa. Mưa đi, chúng tôi cần mưa. Chúng tôi không cần mưa. Mai em cần câu đấy. Mọi người thấy gió to chưa? Ui, bắt đầu lạnh lạnh rồi đấy. Bây giờ mà ngồi giữa một cái sông là phải ly trà với lại ăn ốc nhồi cực kỳ ngon. Đấy. Ăn uống Coca cơ. Ui, trên núi này nhìn ra mưa đắng thế nào. Sắp mưa đến đây rồi. Chuẩn bị chạy mưa, à chuẩn bị tắm mưa. Không phải chạy. Mưa ngon thế nhỉ. Lá rồi đấy. Trời đánh tránh mưa ăn. Thế nên là nó xong sẽ lại làm con đòn. Ôi trời, chăm chỉ luôn nhỉ. À, chờ con 2 phút nữa con ăn xong rồi. Cho anh xem nha. Con ốc này mập nhất luôn, mập nhất từ lúc luôn. À, Royal thịt ra tít ngoài này. À, ôi mập không? Nó bắt đầu con sớm. Nào chả mập. Đây, con này mập hơn nè. Sớn là. Con này chắc ăn con nhiều. Con này mới mập này. Wow. Con đất này. Sợ. Lau ở mứt đất mọi người, chưa ngâm được nó. Ngon đấy, chấm à.
con này đầu nó cần đất. Đuôi lên trên tàn bứt. Khả năng là clip này anh em mình phải xin phép kết thúc trước này. Đây này. Ở đây là cả bạn nha. Và có gì ạ? Khá là thời tiết. Đã vừa trên núi rồi. Khá là kinh điển đấy. Thôi, xin chào tất cả mọi người đấy. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ anh em mình nhé. Bye bye. Đi bác về đây. Từ từ, ta phải làm một miếng cuối cùng gọi là gọi là kinh điển. Ui, con này nó lắm bùn. Ui, chặt chặt. Đây một miếng kinh điển của mình của mau kinh điển. Đây, đâu chọn con nào béo béo. Đấy, đây. Xin xin ba. Đấy, xin bốn luôn. Quá. Chọn nhỉ. Ngon không? Quá ngon. Chút nhỉ. Đi chọn, chọn nó vẹn kia đây. Ui, đang ăn thì mưa. Trời đánh nhánh nhánh ăn.